Nếu thọ trì thần chú Lăng Nghiêm thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng chú này thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó là diệu dụng của chú Lăng Nghiêm. Tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi ngày sẽ khiến cho yêu ma quỷ quái suốt ngày không dám xuất hiện mà phải sống cho đàng hoàng. Những người trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thuộc lòng như chúng ta hiện nay vốn đã trồng những căn lành trong vô số kiếp, thuộc nhớ và mãi mãi không quên chính là biểu hiện của căn lành. Nếu không có căn lành thì ngay cả danh tự còn không thấy, nói gì đến tụng niệm. Hoặc giả có nghe qua danh tự của thần chú nhưng nghe rồi thường không thể trì tụng được. Xong, không phải nghe thần chú này linh nghiệm và rất lớn để rồi sử dụng những điều đó. Nếu sử dụng pháp này mà không giữ giới, cũng như những người hầu hết không hiểu rõ, vì luôn tạo ác nghiệp, ăn cắp, nói láo, uống rượu, và những người chỉ tụng năm tâm chú chính, khi gặp hoạn nạn thì đó là làm cho pháp này ô uế chứ không tạo công đức gì cả. Thần chú Lăng Nghiêm thì màu nhiệm không thể tả hết. Ai niệm thì người đó có cảm ứng, có Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó, tu hành chú nào, bạn phải hiểu rõ thấu đáo chân lý thành khẩn, chính là tu thân. Vậy thì bạn mới có cảm ứng lớn lao. Học thần chú Lăng Nghiêm là có hóa thân Phật. Không những là hóa thân mà còn là hóa Phật ngay trên đỉnh đầu của Phật, hóa thân trong hóa thân của Phật. Đây là chỗ màu nhiệm không thể nghĩ bàn của thần chú Lăng Nghiêm. Nếu có thể trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì trong khoảng 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn, nguy hiểm sẽ biến thành an ổn. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trích sơ lược thần chú Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.